Mến chào bạn đọc của báo điện tử Dân Trí, chào mừng bạn đọc đã quay trở lại với chuyên mục 3 phút cùng luật sư. Bạn đọc thân mến, do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà chính phủ Việt Nam đã có những quyết định tạm ngưng hoạt động đối với một số địa bàn hoặc là một số đơn vị và cơ sở kinh doanh. Thế nhưng mà cũng vẫn có một số những cơ sở kinh doanh vì lợi ích của cá nhân mình mà lại lén lút hoạt động. Cụ thể như là trường hợp một quán karaoke ở trong khách sạn ở Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, như những thông tin vừa qua mà chúng ta được biết. Vậy thì hành vi hoạt động lén lút này sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật? Thì mời bạn đọc hãy cùng gặp gỡ với luật sư Nguyễn Đức Hoàng đến từ văn phòng luật Văn Lao Việt Nam để nghe luật sư giải thích nha. Mến chào luật sư ạ. Chào Như Quỳnh, chào bạn đọc báo Dân Trí. Dạ thưa luật sư, những đơn vị hoặc là cơ sở kinh doanh mà lén lút hoạt động mặc dù là đã có những quyết định là tạm ngưng hoạt động đối với địa bàn đó rồi, thì những đơn vị này cũng như là những cái cơ sở kinh doanh này sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật? Thì theo quy định pháp luật thì đây nó có phân ra hai trường hợp. Trường hợp là có những vùng đã được chính phủ ban hành cái quyết định về khẩn cấp về dịch, thì đối với những vùng như thế thì cấm tập trung đông người. Nếu như ai mà cấm mà vi phạm về cái việc cái lệnh mà cấm tập trung đông người đối với những vùng được ban bố lệnh về khẩn cấp về dịch thì cái hành vi đó có thể bị xử phạt theo nghị định 117 điều 12. Mức phạt đối với cá nhân là từ 30 đến 40 triệu đồng, còn đối với tổ chức là từ 60 đến 80 triệu đồng. Còn trong trường hợp là cái vùng đó chưa bị ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch nhưng mà đã có cái lệnh về việc hạn chế tập trung đông người hoặc là tạm dừng việc kinh doanh hoạt động vui chơi giải trí nhưng mà họ vẫn vi phạm, thì đây theo quy định tại điều 12 quy định 117 năm 2020 thì cái mức phạt đối với cá nhân là từ 10 đến 20 triệu đồng và tổ chức là từ 20 đến 40 triệu đồng. Thì trong trường hợp như cái khách sạn mà Như Quỳnh vừa nói thì có thể sẽ rơi vào trường hợp thứ hai, đó là mặc dù chưa ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch nhưng mà đã có lệnh và hạn chế tập trung đông người mà vẫn vi phạm thì có thể bị xử phạt theo quy định 117 năm 2020 của chính phủ. Dạ thưa luật sư, và những cơ sở kinh doanh hoặc là những đơn vị hoạt động lén lút thì như luật sư chia sẻ thì đã là vi phạm pháp luật và đã bị xử phạt rồi. Thế nhưng mà những người tham gia, những người có mặt tại cơ sở đó hoặc là những người sử dụng dịch vụ mà do cơ sở kinh doanh đó cung cấp thì có được xem là vi phạm pháp luật hay không? Trong trường hợp đó thì ngoài cái việc là những cái cơ sở đó họ không có thực hiện cái việc là tạm dừng hoạt động kinh doanh thì họ đã vi phạm như tôi chia sẻ trên. Còn những người sử dụng dịch vụ thì họ cũng vi phạm. Thế đây theo nghị định 117 điều 12 có quy định là đối với tổ chức thì họ không có thực hiện cái lệnh tạm dừng cái hoạt động cơ sở kinh doanh của họ ở cái khu vực đó thì cái mức phạt đối với họ là từ 20 đến 40 triệu đồng. Còn đối với cá nhân mà họ tham gia vào những cái hoạt động của cái cơ sở vi phạm đó thì cũng phải chịu mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng theo nghị định 117. Dạ, rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của luật sư Nguyễn Đức Hoàng và cũng cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình 3 phút cùng luật sư ạ. Cảm ơn Như Quỳnh, cảm ơn bạn đọc báo Dân Trí.